Chào các bạn, ngày hôm nay mạng kiếm tiền sẽ quay lại để chúng ta sẽ cùng nhau review về quả kiếm tiền là ATM Happy, ATM Lucky. Đây cũng là một câu hỏi do các bạn thành viên trong channel có hỏi lên thì uh, chúng ta hôm nay sẽ tiến hành phân tích. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu xem ATM Lucky là công ty gì. À số thông tin trên mạng thì uh, thấy đây là một công ty mới đăng ký vào năm 2019 với số vốn là 51 tỷ. Cái này thì chắc ai mà lập công ty biết rồi đúng không ạ? Trước còn có công ty uh, lập số vốn lên tới vài trăm nghìn tỷ ấy. Thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái con số thôi Vì ở Việt Nam cái số này nó có thật đâu Cái thứ hai nữa là chúng ta nhìn thấy Tiếp theo là chứng nhận quyền tác giả Thì cái này tôi cũng có 5-6 cái Cái này cứ nộp ra 3 triệu rưỡi là có thể có được một cái rồi Nó chỉ là một cái chứng nhận bình thường thôi Ở đây thì đơn vị này sẽ làm giàu nhờ việc là cung cấp các sản phẩm tích lũy điểm. Sau đó thì uh, ở đây chúng ta nhìn thấy uh, sẽ kinh doanh gì đây? Các bạn nhìn thấy đây, đây là công ty đúng không ạ? Họ sẽ phát triển game này, khoa học online này, công nghệ số này, sổ số có thưởng, sổ số có thưởng xin lỗi luôn là cái này Việt Nam không cho phép làm, cho nên là viết cho cho nó có chứ, sẽ không thể làm được cái này được. Sản phẩm uh, tích lũy hưu trí rồi nhiều cái khác. Ở đây thì uh, các bạn nhìn thấy là phương án kinh doanh là 10% theo phương án truyền thống, để 90% kinh doanh theo công nghệ uh, Ok, thì đây là một loạt các phần thông tin họ giới thiệu tầm nhìn sứ mệnh uh, Vòng quay may mắn này, uh, giáo dục này, vận tải 4.0 này, tem hữu huy trí này, tích lũy sức khỏe thẩm mỹ này, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, đúng chưa ạ? những cái này thì tôi sẽ không bàn lắm Tại vì những cái thứ tích lũy liên kết này thì nó cũng chả là cái gì nó quá là nổi bật Với rất nhiều công ty bây giờ người ta đã làm Và chết rất là nhiều, chắc là ở đây nhiều bạn biết Lingo Linh Lingo đây Uh, Lingo này ở trước ở Việt Nam là tích lũy thẻ nhưng mà nó phá sản mất rồi Giả dạ, chả còn nữa Xem Lingo này, tích lũy điểm Xem nó còn trên mạng Đây, thẻ Lingo đây nhưng bây giờ nó chết mất rồi, giờ không còn nữa Mà ngày xưa thì công ty này rất là nổi tiếng Vốn của nó rất là nhiều, rót của tập đoàn nước ngoài Còn đây là công ty Việt Nam Do mấy anh Việt Nam cùng lập Chúng ta nhìn thấy đây Rồi sau đó thì Chúng ta mới quay lại cái câu chuyện Về họ kiếm tiền là cái gì Thì chúng ta nhìn thấy là Ở đây bắt đầu họ bán cổ phần công ty đứng ra là hợp đồng chuyển nhượng và thu phí, đúng không ạ? Dự kiến là đến năm 2024 và 25 công ty tiến hành IPO lên sàn chứng khoán quốc tế với giá khởi điểm là 4 đô. Đây lại là tiếp một cái câu chuyện rất nhiều người tin vánh vẽ. Chúng ta nhìn thấy có bao nhiêu doanh nghiệp ở Việt Nam lên sàn nước ngoài kiếm tiền? Ở Việt Nam có bao nhiêu công ty là phần mềm như thế này có thể tồn tại phát triển được? Ở Việt Nam thì chưa thấy một sàn thương mại điện tử nào có lãi to như là Lazada, to như là gì ạ? Tiki, to như Shopee chạy toàn lỗ. Họ rót hàng trăm tỷ tiền quảng cáo mỗi năm Thì so với số vốn của đơn vị này là mấy mà có thể tiến hành là lên cổ phiếu để bán lấy tiền Thì nói tóm lại ở đây là cách công ty này kiếm tiền bây giờ là bán ra Và các bạn bỏ tiền ra để mua chứng khoán đó Và ở đây khối tài sản khổng lồ là năm app công nghệ ứng dụng đã được sản xuất xong Thì app này thì viết ra nhưng mà vấn đề chỗ là nó phải có tiền Dòng tiền đâu thì chả thấy Rồi, chúng ta nhìn thấy đưa ra câu chuyện là gì là phải tham gia chương trình trước ngày 25, uh, 25 tháng 2 cơ hội bỏ qua ví dụ Yahoo, Amazon, Apple, Microsoft thì đây là những công ty mà các bạn phải biết là họ đầu tư rất là nhiều tiền cái này không thể lấy ở Việt Nam so sánh khập khiễng như vậy được ở Việt Nam chúng ta phải nhìn thấy làm thương mại điện tử ở Việt Nam rất là nghèo làm thương mại điện tử ở Việt Nam không có tiền các sàn thì đầu tư rất là nhiều nhưng mà không có lãi chưa có một sàn nào đến bây giờ là có lãi nếu mà nhìn có lãi chỉ có những chuỗi cửa hàng trực tiếp ví dụ như chúng ta nhìn thấy như của thế giới di động FPT Đúng không ạ Những chuỗi cửa hàng nó phải có mặt bằng thực tế Đầu tư tiền thì mới có lãi được Còn làm thương mại điện tử chỉ có lỗ thôi Bất kỳ một công ty nào ở Việt Nam bây giờ Chưa công ty nào dám vỗ ngực đứng lên là có thể làm như vậy được Và chúng ta nhìn thấy đây là gì à, Chúng ta nhìn thấy cổ phần đấy Tiền này giá Đây là công ty tự ứng ra Thì uh, đến lúc này Thì bắt đầu với câu chuyện là thế thì họ có lừa đảo hay không Bản chất của việc uh, Ở đây là gì Nó đánh vào lòng tham của mỗi người thôi công ty tự định giá không có bất kỳ một công ty kiểm toán nào đứng ra bảo đảm việc này với các bạn cho nên là nếu bạn nào mà ngồi mà nghĩ là mình mua những cái cổ phiếu rác như thế này cổ phần đây là cổ phần chứ chẳng phải cổ phiếu cổ phần rác mà có thể có lãi được thì chắc là bạn ấy có một trí tưởng tượng cực kỳ bay xa vì chẳng qua là cái việc là chúng ta bị cái này nó đánh vào mắt này đây này chúng ta bị chia thành giai đoạn này nó sẽ tăng trưởng đến từng giai đoạn như thế nào là chúng ta bị đánh vào này. rồi tiếp theo nữa là tin bài các bạn nhìn thấy những tin bài báo chí này nó nói thì tôi vẫn báo rồi từ các chiêu trò thì đây chỉ là tiền thôi một bài viết chia sẻ giới thiệu này thì báo chí thu 15 20 triệu cứ bỏ tiền ra mà lên chả có vấn đề gì phức tạp cả mà nó cũng chả có nói gì vấn đề về việc hoạt động ở đây chỉ có mỗi cái đánh bóng làm cho thương hiệu trong mặt mũi đẹp thôi Thế lúc này một bạn hỏi là thế thì cái này nó có lừa đảo không? Thì tôi vẫn nói luôn là nó không lừa đảo Không lừa đảo, nó chỉ đưa cho các bạn là các bạn có mua cổ phần của họ không Nếu mà các bạn đồng ý mua thì các bạn bỏ tiền ra mua Và nó chỉ đánh vào lòng tham của những người là gì? Là đi giới thiệu với những người khác, đây này các bạn nhìn link này Khi đi giới thiệu với những link này Thì nếu mà có ai mua thì cái người ở phía trên này sẽ được hoa hồng Cho nên là họ sẽ không cần phải biết đúng hay sai cũng không cần phải quan tâm là cái này nó sẽ đạt được như thế nào họ cứ vác đi họ bán cho nên đây chính là một cái biến tướng của đa cấp đó chính là cái sản phẩm dịch vụ thì người ta không quan tâm mà người ta chỉ quan tâm đến phát triển các cái cấp tiếp theo để lấy tiền còn còn lại là sống chết mặc bay phát triển như thế nào tạo cũng chả quan tâm là chỉ cần lấy tiền của ta thôi thì đấy là cái câu chuyện của việc này cho nên nếu mà ai có mời các bạn tham gia thì rõ ràng là lúc này các bạn đứng giữa hai vấn đề một là nếu các bạn định tham gia đầu tư vào đây để chờ nó có lãi thì xin lỗi không có lãi đâu với hoạt động như thế này thì lấy đâu ra có lãi, bán cái gì mà có thể kinh doanh được. Đội ngũ nhân sự làm gì đâu mà kinh doanh. Cái thứ hai, nếu bạn xác định là đây là một cơ hội kiếm tiền theo kiểu lừa người thì giống như tất cả các dự án từ Skyway ấy, đúng không ạ? Rồi đến One này, rồi đến Edu Network này, rồi đến Aladdin thì tương tự, tất cả chỉ là gì? Đánh vào lòng tham của con người. Mọi người cứ vào đây, sau đó thì đi bán cho người khác để lấy tiền, còn chúng ta cũng chả quan tâm đến cái này nó hoạt động như thế nào. Thậm chí chính công ty này Họ chả biết được là mình có kiếm được tiền hay không Họ chỉ tập trung là mỗi việc là vác cái này đi bán Thì đây chính là một cái ví dụ điển hình Ở trong những hoạt động kinh doanh làm đa cấp ở Việt Nam Là người ta không cần quan tâm đến sản phẩm Người ta chỉ cần biết là có một lý do để bán Và đây là một cái mà rõ ràng là Cái người vác đi bán người ta cũng không quan tâm là sản phẩm có tốt hay không tốt Họ chỉ cần là có lý do được chia tiền Là họ sẽ tiến hành làm nên chúng ta mới nhìn thấy là giống như kèn kèn xông tất cả vào, vác đi bán bán được 10 người ăn hoa hồng xong 10 người trốn đi cũng được chả cần quan tâm miễn là có tiền thì đây chính là cách của dự án này cho nên nói tóm lại nếu mà các bạn đầu tư vào đây thì hy vọng là các bạn sẽ thông minh để biết được là nó không có lãi đâu định giá công ty nó không chuẩn làm sao mà có thể xử lý được còn lên sàn quốc tế với công ty này thì xin lỗi không đủ đủ tuổi để có thể lên được và giải quyết được vấn đề cái thứ ba nữa là những người tham gia vào đây bán chỉ kỳ vọng các bạn là gì là chúng ta bán được người sau thu tiền lấy hoa hồng thôi chứ còn họ cũng chẳng quan tâm đến việc khác và công ty này không biết là có thể sống được một hai năm hay không cũng không rõ nhưng mà đăng ký vào năm 2019 thì thường là vòng đời các công ty đa cấp khoảng tầm 2 đến ba năm nhanh thì khoảng tầm 8 tháng đã tách rồi tại vì làm gì có dòng tiền tất cả chỉ cố gắng làm sao cho huy động để kéo được càng nhiều người vào và nó sẽ sập khi mà không kéo thêm một người nữa thì cái mô hình ponzi này thì rất là phổ biến chỉ chủ yếu đánh vào lòng tham thôi nếu mà các bạn tham thì đây là một dự án rất phù hợp với các bạn Nghĩa là chúng ta chỉ cần cố gắng là lấy được hoa hồng càng nhiều càng tốt Cho nên là với dự án này Tóm lại Là đây là một dự án không phải là lừa đảo Nó chỉ là một dự án rất là bình thường Họ huy động vốn Và sau đó thì đánh vào lòng tham của mọi người Nếu mà các bạn tham thì các bạn chết chứ còn họ không lừa Nên chốt lại nó là như vậy